Kinh sám địa mẫu, phụ hướng chung nơi huyện thành cố, tỉnh hiểm tây miếu cổ ứng linh thượng tầng tọa ảnh quang minh chim loan mậu ngự truyền tính răng đời kim ngôn mẹ đây lời bạch quyết đức từ tôn tha thiết khuyên con hiếu chung dự dạng cho tròn mẹ hiền bố điện bảo toàn chúng sanh tam nhật mậu tam thành kịnh mậu tám lòng son giọng thấu diêu cung gia gia xâm hợp trùng phùng dân an quốc thế hưởng chung thanh bình mùa màng được tươi sinh sung túc mẹ độ con từng phút từng giây núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên linh điện mẹ dưới trên phân rõ tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu hoàng khai đại đạo nhiệm màu quá xanh bốn biển năm châu tươi nhừng Phật mẫu Ngự thượng tầng độ thế, điện chân lên phước huệ rải ban, tâm kinh mẫu dài rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh, phước lộc thọ hiển dinh do mẫu tròn độ thời kỳ mẫu hàng niên, dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gán chuyên tu trì. Thơ ngâm nhiều quyền di cơ bút mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh Sư vua bàn cổ phong danh diêu trì Phật mẫu quá sanh muôn loài chân linh mẫu xét soi vũ trụ Điện âm dương kết tù anh nhi thượng tầng mẫu ngự phương phi Phân ra thiên địa trị vì chúng sanh địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết Khi âm dương hội hiệp cùng nhau mưa và gió thuận tươi màu Quá sanh nhân loại ngạt ngào chân thân dạy ai mới bước lần đường đào phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh lời cháu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên sát tội hiện dinh thanh nhàn cầu lệnh mẹ bảo toàn sanh chúng đồ nhân sinh giữ đúng hạnh tiên từ đây thiên địa phân riêng âm dương chân khí linh nguyên chặn rời nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏ mái quyền di hiện rõ thần thông mẹ phân nam bắc tây đông bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn điện thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu chốn trung ương mẹ thụ địa châu linh quang chiếu sáng nhiệm màu thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành phu quân mậu trường sanh bất lão tài cao minh sáng tạo quyền di thiên lung địa án diệu kỳ tri âm phối hợp phục quy diêu đài thiên địa lập âm lai dương thứ khí thần giao dình giữ điện linh đất trời do tạo hóa sinh pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh phụ điện linh chân tánh tâm thanh chẳng ngừng quá quá sanh sanh thiên can thường chuyện vận hành địa chi thần giới khí tụ thì thai thánh mẹ cô ngoan canh cánh thập niên tình thâm mẫu tử thiên liêng mười niên trường truyện dụng thánh thai nhi minh quân xuất thế trần ai sao gì thiên tử phi tài quyền quang, mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai Ngân hoàng tam đệ thiên tài còn ba vị nữa phân rài sau đây vua phục khi ngài hay biến hóa bác ngoái phân phát họa hiện linh chỉ rành tám hướng thanh thanh âm dương vũ trụ quang minh phân bài vua thần nông phi tài ngũ cốc sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi đó là hạt giống của trời Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang Vua hiên nhiên tạo ban y phục Đem ấm no hạnh phúc dạng dân Lưu truyền cơ máu chốn trần Để cho trần thế tấm thân thanh nhàn Vũ trụ do mậu hoàng xuất phát Mậu tạo ra Bồ Tát thần tiên Thượng tầng bao phụ điện thiên Chẳng rời xa khỏi mậu hiền dưỡng xanh, Nhìn biển cả trời thanh nước biếc Khắp bốn mùa ám tiết chở xoay gió ngàn tỏa lượng tầng mây quá xanh dân loại cỏ cây thú cầm có ngộ nhạc bọng trầm ngân trọi khắp muôn nước từ mẫu dưỡng xanh các đời dương đế đài danh từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra danh lam có năm tòa thắng cảnh trốn lâm sơn tuyết lạnh xương rơi có cây cổ thụ sống đời sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng sáu thứ gạo dành thưởng nhân sinh Nhân dân no ấm hiện dinh sống nhờ điện mẹ quyền linh phụ đầy. Khi lìa thế gửi thay thân mẫu, sự quá sanh dời đổi vô thường, thân mẹ là chỗ tựa nương. Từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn, nào châu quận thôn làng tịnh huyện Kìa lâu đài cung điện nguy nga am chùa quán xá lập ra Hiện thần tiên thánh mẹ đà thượng phân chư phật đất kim thân do mẫu cả Chân châu ngọc bụ đó đây thiếu chi kẻ ước việc này lòng tham mơ tượng mấy ai đạt thành. Loại kim khí, bạc vàng, quý báo, tất cả do mẫu tạo xuất ra, dương hầu dạng quốc gia gia cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người chống thế hiếu trung, hưởng phước, bao quyền linh, sao trước mẹ ban dân an quốc thế thanh nhàn để dương cung kỉnh mẫu hoàng từ tôn trong vũ trụ từng hoàn tạo hóa do mẫu sanh ra quả địa cầu biến sanh sáu ngã luân hồi biết bao sản vật qua màu tốt sinh kẻ thế đâu rõ tình thâm mẫu giàu hoàng thiên khó nổi sánh hơn trên trời mưa đổ từng cơn dưới đất mẹ hóa quyền trơn phép màu dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ ngũ cốc dành quả độ nhân sinh có cây tươi tốt hương thanh địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết bao tinh di sơn tuyết giá băng đài mây gom tụ phụ dân. gạch luồng quan điện biến tan mây liền mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp cù rồng kia trốn nắp ngàn sông lãnh phần vận chuyển gió giông mẹ truyền quán võ hô phong ứng hầu cù rồng ở xứ nào chẳng có ẩn biển sau làm gió chuyển mây Đều do lệnh mẹ phán bài ơn trên chiếu diệu dám rài cải đông muôn thu giận nằm sau lòng đất mẹ dưỡng nuôi âm chất quần thai nhọc nhằn nào quảng đắng cay điển quan quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh chúng dương trần con lành tọ hưởng bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân tất cả do lệnh mẫu phân công dày chẳng thấy người trần ghi tâm Mẹ thương con dạ thầm đau thắt chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đau điện quan Nếu mẹ rút thâu càng không vũ trụ địa cầu tiêu tan Khi cá ngao chở ngang dùng vậy thiên địa đành chịu phải rã đôi Dương trần như thể bèo trôi cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai Ngoài càng khôn như lai tà mẫn chứ Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh Từ vua chúa đến quân binh sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn Phương hướng đành tiêu tan tất cả như ở trong lò quả bị thiêu muôn loài dạng vật bao nhiêu phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời châu cao quý ai thu tầm diệu lý quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành. Từ tôn chiếu điện lành ban phước sắc lệnh phơi người được hiển dinh. Phi tài quyền nhiều cao minh mẫu từ giảng bút ngọc linh chi truyền nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt chân khí như ánh nuốt thiên nhiên mẫu cho hoạn bổn hòa nguyên chân thần đúng ngoạn xuất liền chẳng sai tinh khí hiệp cho ai dưỡng thánh gắn tâm tu hưởng cảnh thượng đài khai tâm trung truyện đạo ngay lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu chớ khoe tài nông nổi mà chi chân kinh lịnh mẹ khá ghi quần thần văn võ chẳng khi lời vàng từ tôn mẫu hoàng cao cả ân đức dày dông ngạ đành sao tao nhân mặt khách anh hào nông thương công sĩ nợ nào lãng ngơ không đền đáp tôn thờ cung kính Nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền thăm sâu nghĩa cả thiên nhiên đành lòng bội bạc chân truyền lời châu chánh pháp đạo nhiệm màu ai rõ dạ đòi như chẳng tọ ngộ chi phụ ân từ mẫu diêu trì đọa đài muôn kiếp chẳng thì tái sinh Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành bà lão hỗn độn quá xanh. Thỏa còn mù mịt trượt thanh chưa tường thiên địa chi âm dương chân khí thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ chín ngàn sáu trăm thời gian xuất thế khổ tâm nhập nhằn. Mua ngàn năm khuyên răng dạy dỗ ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ mẫu hoàng từ giả con thơ quá thân chấp nhón phúc giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi điện quang minh chiếu rọi khắp nơi quyền di biến hóa chuyển đời truyền kinh trong ngọc bao lời thiết tha chẳng thấy ai lợi xa nhớ mẫu trốn trường gian gợi nỗi nhớ thương ngự thuyền ước sóng trùng dương nào ai để dạ dấn dương lòng sầu mẹ thương con chẳng câu phiền trách lòng ước mong quyết mạch trùng phùng sớm về điện ngọc diêu cung con lành cố gắng hiếu chung tu hiền Hội tí sủ khai thiên tịch địa dạng sự thành hiếu nghĩa vi tiên Chân kinh Phật mẫu diệu hiền hơn trăm tám chục câu khuyên răng đời Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết Cũng từ nguồn mạch quyết chạy ra gồm bao lời ngọc thiết tha Đúng ngày thập bát trần hồng Giáng sinh Mẹ phụ hết điển linh quảng đại tâm quyết như để lại Chân kinh kim ngôn siêu thoát quang minh từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn là con hiếu đàn tràng cung kính mỗi hàng niên nguyện thịnh mẫu từ đúng ngày thập bát trăng mười gia gia tụng niệm người người trì kinh lập đại lễ hoa sinh trào quả dân hương hoa tất cả khuyết tinh cùng nhau hội hiệp trì kinh Thế dân từ mẫu chứng minh con lành công đức mẫu vô hình khó tả dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn phải dùng am tự họa sơn tượng hình. Rồi dân lên hương linh thờ phượng tạo lập thành tâm tưởng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dấu thảo gắng sức xây tái tạo mau đi tùy gia phương tiện hữu di chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo sẽ ghi con tên thảo danh đời thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê tâm phàm phổi sạch trở về dư cung bởi vì con tận trung tận hiếu đắc quả cao cụ khiếu khai minh con hiền thọ hưởng trường sinh nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành mẹ sắc tướng phong danh muôn thọ chánh họa hành dứt nợ trần ai ban cho cụ phạm liên đài trung ương thượng quốc về ngay đền vàng thành đại la nghiêm trang quý báo phu phụ đồng đắc đạo kim thân mẹ ban thọ hưởng hồng ân lưu danh bộ điện muôn phần dễ dàng đức từ tấu mậu hoàng bảo dưỡng trải hết tâm vô lượng vô biên ngữ nơi cõi thượng thiên liên độ cho quốc thế dân yên thanh bình nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh phật mẫu ty vô hình vô tướng mẹ cầm quyền phật thượng nhân sanh ban ra lời ngọc chân kinh khảo sát địa lý khai minh địa cầu thở hỗn độ một bầu không khí còn mịt mù vô thủy biết đâu phật địa mẫu ngự đã lâu phật ra thiên địa hoàng cầu chuyển xây Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoàng khai lời thật truyền linh, phổ thông truyền bá chân kinh, phá rài phong tục, nhân sinh sáng ngời, chốn phạm trần đến đời ngoan hạ, mẹ dán cơ bút tại chân kinh, ai truyền ấn tống phổ in, mẫu hoàng bảo hộ, khương ninh cụ trường, người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân. Dựng đời thịnh trị thượng ngoan, hết lòng chỉ giáo, linh nhân tỏ tường khắp thế giới thập phương cung kính ráng niệm trì nguyện thịnh lời châu hoa đất thành sở nguyện mong cầu vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm xét ra khắp cả hoàn cầu đều do lình mẹ phép màu chuyển ra mẹ thương con vị tha tất cả nào thấy ai để dạ xót thương đắng cay khó nhọc ai tường rõ thông nội khổ đoạn trường biết bao phán truyền bài tọa nhiều lời quá sanh hoàng đạo khai đời dưỡng sanh phật mẫu cố phân rành tất cả 72 vị đã lãnh phần đương kinh hành sự xa gần vị nào cũng có thánh thần hợp chung duy mình mẫu chẳng cùng ai cả khắp ở trong thiên hạ xứ nào lập chùa tạo miệu đền cao phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh còn mẫu đây riêng mình ai nhớ đến tánh danh cũng chớ tường tri cõi trần chẳng có chi chi một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ chỉ cho đời cải tạo an năng. Chẳng luận cao thấp ngang bằng giàu cho trẻ nhỏ lòng hàng trì kinh chính tuổi biết cung nghinh độc tụng điển quyền di hữu dụng mẹ ban cốt nhục xa cách lạc đàn mẹ cho tái hợp bình an xâm dày vui trong cảnh bao ngày cách biệt giàu chia ly cũng hiệp cùng nhau không phân hai bậc thấp cao ai cũng được truyền trao kinh này khắp non nước đông tây nam bắc phổ biến kinh để nhắc nhở lòng thập phương bá tánh rõ thông nếu chẳng cứ thọ chắc không sanh tồn bao nguy khốn dập dồn đau xiết nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng chúng sanh ngã gục nhào lăn lâm dòng đại nạn thoát chân được nào hiện bây giờ ốm đau bệnh tật sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê, thấp nhâm tất cả thành quê thảy đều thọ nạn ê trời khổ thân bệnh nắng hạn mưa dầm ngập hết thổ sáng nay ngã chết chẳng còn đói lòng hoàng hoại các con vậy khuyên gán nhớ lời son mẫu từ mẹ khuyên con tâm thư lời cuối gán tâm tu thông suốt ly kinh truyền trao dạy nghĩa phổ in cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời chúng con sẽ thấy đời hết khổ nội trong năm phổ độ đầu tiên Mưa hòa gió thuận thấp miền, mùa màng sung túc, thấy liền chẳng sai, còn như đáo lệ ngài kỵ mậu lập đàn tràng bái mậu trì kinh dân đèn, xám thiệt quang minh, từ tôn phụ điện nhân sinh phúc dày. Mỗi chân có ba ngày mậu kỵ, hải thành tam bền trí cúng dường, kỉnh đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngài thường khỏi lo. Việc cúng kiến phải cho tinh khuyết, cố gắng tu tha thiết cần, chuyên lo tròn phận sự hàng niên ba mươi sáu nhật kiện thiền trì kinh thấm lợi và cung nghinh từ mẫu trong các ngày kỳ mẫu lập đàn gồm có sáu ngọn đăng quang quả hoa tư thắm hương phần năm cây sáu chung nước lọc đầy đủ lễ cùng chung nhau hợp để cúng đàn thiết kinh dạy lý rõ ràng Mỗi người đều định tam an thọ trì ai xứ nào làm ý lời dạy định tinh thần tụng bại biến kinh tiêu bao nghiệp chướng tội mình hưởng đời ngoan thượng quyền linh sanh tồn ai cố gắng sớm hôm trì tụng thêm hai thời chuyển dụng tâm thành mẹ ban quyền diệu điện thanh tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia đức từ tôn truyền ra cho biết các con cần tha thiết ghi lòng nơi nào kính mẹ sớm mong trì kinh địa mẫu phước thừa bình an mẹ bảo hộ dựng vàng nơi đó được chúng mùa mưa gió thuận hòa ai tùng phổ biến gia gia tuyên truyền kinh mẫu đứng ra dạy bài phổ thông minh đủ đầy nghĩa lý mẫu sẽ sai tất cả thiên thần gia thần ủng hộ ân cần đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm được phúc lành tháng năm no ấm trên thiên đình ghi chấm phước ban nội gia kẻ đó an nhàn được mùa hạnh phát vinh quang môn phần thanh long bạch hộ thần cũng giác phò tả người xứng đáng con lành từ tôn cho biết rõ rành trăm mười thập bát giáng sanh trần miền đến giờ ngọ tâm thiền kỉnh mẫu chẳng có nên dời đổi thời gian Sủ mùi thành tuất không an đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh cầu lệnh mẹ thương tình khú khổ phụ điện linh hộ độ chúng sanh. Các con tụ họp tâm thành được ban màu nhiệm chúc lành khắp nơi mẹ hiện dáng xuống đời chi chứng. Phương hướng nào bền dững trí tâm thường hành kinh mẫu diệu thăm ngày đêm thành khỉnh tháng năm thanh nhàn chân kinh của đức mẫu hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu trên địa mẫu thấm nhuận đạo lý gán cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên hàng ngày rồng rã khẩn nguyền được nhiều công đức tội liền tiêu tan điển quyền linh xa gần chiếu tọa phóng hào quang khắp cả bầu trời thưởng người hiểu rõ từng lời tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ đã trí tường nghĩa lý diệu kinh có thể gọi sạch tội mình bao nhiêu nghiệp trưởng mang tình tiêu tan. Lòng mẫu từ nghĩ suy đau xiết muốn hư vị đại kiếp phong ba nạn thủy. Quả sắp xảy ra thương cho sanh chúng phải xa cạnh sầu, ngặt chúng chẳng với đầu trở lại tuân theo lời mẫu dài trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tự sinh vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế Chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ Tình thương vô bến vô bờ Làm sao cứu được con thơ trở về Mẹ dùng trước màu phế sắc lệnh Phán nhắn rằng chỉ định thế này Truyền thần thiện ác đến đây Chia làm hai phái lướt ngay xuống trần Người hung dữ ác thần dẫn dắt Nhập cùng chung kẻ đắc lương tâm Độc ác tàn nhẫn đa dâm Chia ra tất cả chẳng làm lộn chi Bạc hiền lương phương phi quân tử thiện thần gom lại giữ một nơi đưa vào chánh giác kịp thời ngày đêm tu niệm quên đời gian nan chờ đến ngày hạ màn chung cuộc mậu sẽ dậy ra một cái chài dầu cho thiện ác phân hai tóm thâu tất cả một chài nhốt chung liên lị kẻ tận trung hiếu thảo người tu hành học đạo kinh tâm chừng đó mới thấy diệu thâm mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành được sống sót ngàn thanh đủ trí biết tường phân Chánh lý đường tà thiện gần ác lại tránh xa từ đó các đạo mở ra khai hoàng đồng xuôi lòng ăn năng quy tụ chánh đạo mẫu hội đủ đem về chẳng còn chia rẽ khen chơi phân ra nhiều mối dễ bề tường phân hình tướng trài phép thần màu nhiệm Hậu tả ra những điểm rất cần thập nhị bát tú phân dân phủ dây gia, chánh bắc giáp gần chánh nam còn vương hướng tây nam tây bắc các vị thần giáp mặt long bào gồm sáu mươi vị tài cao từ mẫu phán lệnh truyền cao lời vàng tuấn lời dạy thiên can mười vị thập nhị thần định chỉ địa chi tất cả tinh tú các gì ủng hộ hoàng để thái di hoàn toàn đức từ tốn mẫu hoàng điều khiển thần lối công lôi điện tám phương phân thân chấn thủ phi thường sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm Hiện nguyên hình tái cầm binh khí đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ độ đầy, trận đồ của mậu lập xây, hạ miền, cõi trời nam từ niên đinh hợi, đến niên thân dậu mới thiệt rồi biết bao quyền bí nhiệm màu. Tại nơi hạ giới thảm sầu, thiết tha. Mẫu từ bùa, thiên la địa giọng, sức đại hùng, vang động kinh hồn, làm cho thiên ám địa hôn. Thần sầu quỷ khóc, giông hồn, thảm thương, còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh bốn cửa trận mậu định Chấn an. Tám vị thần lực kim can xong vào trận quá phát đàn thần thông. Làm trời đất hư không nghiêng ngã nhật nguyệt tinh châu họa đạo say cũng như trong chóng lăng quay thế rồi lặng mất. Không ngày hiện ra mẫu thâu lại yêu tà năng mị. Kẻ bất lương phải bị luật hình. Hô phong quá giỏ lôi đình làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn. Lửa ngập khắp dương gian nguy khổ trận cuồng phong bão tố khắp dùng mẫu thâu sông ngày đó bình an nước rút sóng lặng gió tan sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần chỉ có người hiền lương sống sót kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng thế là mẫu dụng quyền công diệu pháp quá biến thần thông lẹ làng kinh đô có sen vàng đua nở bốn phía dòng khắp ở thị thành các con hiếu thảo hiền lành đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân được đổi xác kim thân bất hoại chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên chứng đặng đại la thiên tiên bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công hội bàn đào thượng đồng tất cả các con nào đắc quả dự vào thế rồi vĩnh viễn về sao chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền chúng con được miên miên bất tử khoái lạc tư diêu ngự cảnh nhàn giống cảnh diêu điện mẫu hoàng luôn hưởng lộc thọ phước an cụ trường phật mẫu ngự trên thượng tầng cõi hoàng thái dương nhân loại bảo toàn hết lòng quảng đại sắc son quá xanh dạy dỗ các con phản hồi nam mô vô thượng hay không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng hay không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh nam mô vô thượng có không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh